Thưa quý vị, đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống chỉ còn 1,71%, 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Những kết quả đạt được của tỉnh trong thời gian qua, ngoài sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, còn có sự đóng góp rất quan trọng của tín dụng chính sách. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hộ nghèo, hộ chính sách thực hiện các mô hình sinh kế, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao dân trí, ổn định xã hội, làm giảm hoạt động tín dụng đen. Theo thống kê, gần 100% hộ thoát nghèo đều có vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đến nay, đã có trên 94.000 lượt hộ được thoát nghèo, hơn 109.000 lượt lao động được tạo việc làm, xây dựng trên 114.000 công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh ở khu vực nông thôn, xây dựng trên 10.000 căn nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách, gần 26.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học. Không ít người đã có mô hình sản xuất kinh doanh rất hiệu quả nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách. Những năm qua, cơ sở sản xuất chả cà phê của vợ chồng anh Trần Văn Hội, ấp Sơn Trắng, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều khách hàng và người dân trong xóm. Mỗi ngày vợ chồng anh sản xuất được khoảng 50 kg chả, bán với giá 80.000 đồng một ký. Chả sản xuất ra bao nhiêu được khách hàng đến từ Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau và thành phố Bạc Liêu mua hết. Để có cơ sở như hôm nay, ít ai biết được vợ chồng anh từng trải qua thời gian rất khó khăn và đã vươn lên từ nghèo khó. Anh cho biết, nếu ban đầu không có nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để có vốn làm ăn, mua máy móc, thì chắc gì anh khởi nghiệp thành công như hôm nay. Hồi mới đầu khởi nghiệp thì gặp nhiều khó khăn, vấn đề nhất là về vốn. Mà từ ngân hàng chính sách đó, giải quyết cho mình được 40 triệu để mình làm khởi nghiệp được như ngày hôm nay, rồi từ đường phát triển thêm. Thì mình đang tiến hành làm thêm, tiếp tục cơ sở, những máy móc rồi nói đó. Phải đầu tư thêm máy móc, thiết bị này đó thêm. Nếu mà hỏi bên ngoài vốn lãi nó rất là cao, còn như chính sách hỗ trợ thì nó lãi thấp lắm, cho mình yên tâm mình làm. Nếu như vào năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 15,55%, thì đến cuối năm 2020 giảm xuống còn 1,24%, và đến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm xuống chỉ còn 1,71%, tương đương hơn 3.300 hộ thoát nghèo, hơn 5.000 hộ thoát cận nghèo. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tiếp sức cho người khó khăn vượt qua cái nghèo, vươn lên làm chủ cuộc sống. Đặc biệt những người nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số ở những vùng không có điều kiện thuận lợi làm kinh tế. Nguồn vốn tín dụng chính sách chính là chiếc phao cứu sinh của bà con. Trong các gói tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội có những gói tín dụng cho vay với mục tiêu tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn. 50 triệu đồng mà chị Thẩm Ngọc Diễu, ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân vay đã phát huy hiệu quả đúng với chủ trương này. Với một cơ sở may gia công tại nhà, chị đã tạo việc làm cho 7 lao động nữ ở nông thôn với thu nhập từ 3 triệu đến 5 triệu đồng một tháng. Số tiền vay được từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, chị mua thêm 5 chiếc máy may công nghiệp, cộng với số máy chị đã đầu tư trước. Đến nay, chị đã có hơn chục chiếc máy may công nghiệp để may gia công cho các chủ hàng ở thành phố Hồ Chí Minh và có thu nhập ổn định hàng tháng. Em được ngân hàng hỗ trợ cho vay tiền về, em mở rộng nhà may ra đó. Rồi từ đó em làm cũng được, kinh tế cũng ổn định hơn. Dạ, em cần nguồn vốn để hỗ trợ cho em, em mở rộng thêm. Đến cuối năm 2023, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh triển khai thực hiện tốt 19 chương trình tín dụng và đã cho vay trên 5.757 lượt khách hàng với tổng số tiền trên 8.879 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 đạt 3.195 tỷ đồng với trên 96.000 khách hàng còn dư nợ. Các chương trình tín dụng chính sách được chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bạc Liêu triển khai thực hiện gồm: cho vay hộ nghèo và hơn 94.000 lượt hộ được thoát nghèo với tổng số tiền giải ngân là 2.734 tỷ đồng. Cho vay 39.838 hộ cận nghèo với tổng số tiền giải ngân là 1.023 tỷ đồng. Cho vay 41.227 hộ mới thoát nghèo với tổng số tiền giải ngân là 1.244 tỷ đồng. Cho vay 23.705 hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn với tổng số tiền giải ngân là 642 tỷ đồng. Cho vay 102 thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn với tổng số tiền giải ngân là 4,3 tỷ đồng. Cho vay hơn 109.000 lượt lao động được tạo việc làm với tổng số tiền giải ngân là 1.240 tỷ đồng. Cho vay xây dựng trên 10.000 căn nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách với tổng số tiền giải ngân là 81,9 tỷ đồng. Cho vay xây dựng trên 114.000 công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh ở khu vực nông thôn với tổng số tiền giải ngân là 712 tỷ đồng.
cho vay hai cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với tổng số tiền giải ngân là 180 triệu đồng. Cho vay 317 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến với tổng số tiền giải ngân là 3,17 tỷ đồng. Cho vay trên 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với tổng số tiền giải ngân là 21,1 tỷ đồng. Cho gần 26.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học với tổng số tiền giải ngân là 201 tỷ đồng. Phần lớn nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội được cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội. Kết quả hoạt động cho vay ủy thác này đã phản ánh tính tiên tiến của phương thức cho vay là chuyển tải vốn nhanh, đáp ứng được nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần quản lý vốn, tín dụng chính sách công khai, dân chủ. Đến cuối năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã ký kết biên bản liên tịch ủy thác tín dụng với 4 tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên. Dư nợ nhận ủy thác trên 3.180 tỷ đồng, chiếm hơn 99% tổng dư nợ. Hội Liên hiệp Phụ nữ nhận ủy thác 857 tỷ đồng, 26,95% dư nợ. Hội Nông dân nhận ủy thác 839 tỷ đồng, 26,38% dư nợ. Hội Cựu chiến binh nhận ủy thác 763 tỷ đồng, 23,99% dư nợ. Đoàn Thanh niên nhận ủy thác 721 tỷ đồng, 22,68% dư nợ. Tổng dư nợ của ngân hàng đối với Hội Nông dân thì là trên 115 tỷ cho là trên 3.000 hộ vay. Thì đối với nguồn này thì cũng được ngân hàng chính sách rất là quan tâm cho hội viên nông dân vay. Thì từ những cái nguồn vốn này thì đối với hội viên nông dân thì cũng đa số là làm ăn có hiệu quả và mô hình cũng được phát triển. Từ những hộ nghèo, cận nghèo, vươn lên thoát nghèo, cũng có những hộ là lên khá. Xác định tổ tiết kiệm và vay vốn có vai trò quan trọng trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội, những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã cùng các địa phương và 4 tổ chức hội đoàn thể, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên mở rộng mạng lưới hoạt động đến tận các khóm ấp. Toàn tỉnh hiện có gần 2.000 tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động thực hiện các chương trình tín dụng chính sách. Là để đảm bảo cái việc là tín dụng chính sách xã hội đến được với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và đến với từng khóm ấp. Và cùng với cái phương châm lấy dân làm gốc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng thì Ngân hàng Chính sách Xã hội đã thực hiện và triển khai thực hiện và tổ chức rất tốt tổ tiết kiệm vay vốn tại từng khóm ấp, ít nhất mỗi khóm ấp có một tổ tiết kiệm vay vốn. Thì các cái tổ tiết kiệm vay vốn này là nơi tập hợp người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội để tuyên truyền, để vận động, để tư vấn, để hướng dẫn và để giúp cho người vay lập cái hồ sơ vay vốn. Hay nói cách khác là người vay, người nghèo, đối tượng chính sách xã hội có nhu cầu vay vốn thì đến liên hệ với cái tổ tiết kiệm vay vốn này và xin gia nhập tổ tiết kiệm vay vốn này để được tư vấn, hướng dẫn, để được cung cấp hồ sơ và được bình xét cho vay ngay tại cái nơi sinh sống của mình, ngay tại khóm ấp của mình. Có thể thấy các chương trình tín dụng chính sách đã được triển khai và phát huy hiệu quả, góp phần tạo điều kiện cho người nghèo phát triển kinh tế gia đình để vươn lên thoát nghèo. Cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa tiếp tục được quan tâm đầu tư, đời sống người nghèo không ngừng được cải thiện. Nhờ cái nguồn vốn này cũng khá là lớn, cho nên là các cái hộ dân đó là dài đủ vốn để đủ theo cái nhu cầu của từng hộ dân thực hiện các cái mô hình. Cho nên đó là bà con là mạnh dạn đầu tư, rồi đó là sử dụng đồng vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả, đặc biệt là xây dựng được nhiều cái mô hình phải nói là phát triển có hiệu quả, góp phần đó, cùng với huyện là giảm cái tỷ lệ nợ, cái tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện đến nay đó là còn là dự kiến tới cuối năm này đó là còn khoảng 1,75% thôi. Nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng ưu đãi của chính phủ đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, tiết giảm các chi phí, thời gian thực hiện công khai các tín dụng ưu đãi, đến nay Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã đặt 64 điểm giao dịch tại 64 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Các điểm giao dịch được trang bị đầy đủ biển chỉ dẫn, biển hiệu, bản tin, thông báo chính sách, hòm thư góp ý, các trang thiết bị làm việc đảm bảo phục vụ nhân dân một cách tốt nhất. Với cái phương châm là phục vụ tại nhà và giải ngân thu nợ tại xã, thì Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã
phối hợp cùng với các tổ chức chính trị xã hội và đặc biệt là cấp ủy chính quyền cấp xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện tốt cái chỉ đạo của Tổng giám đốc về thực hiện cái điểm giao dịch tại các xã, phường, thị trấn. Và tại các điểm giao dịch này thì chúng tôi đã niêm yết đầy đủ các thông tin về từng chương trình tín dụng chính sách, về đối tượng, về mức vay, thời hạn và lãi suất cho vay, vân vân. Và đồng thời với nó là hàng tháng thì ít nhất một lần, tối thiểu là một lần, thì Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phối hợp cùng với chính quyền cơ sở để tổ chức họp giao ban, để tuyên truyền, để triển khai các cái chủ trương chính sách mới, rồi thì triển khai các cái hoạt động tín dụng chính sách nói chung, và cùng với nó là để thực hiện các cái giao dịch thu nợ, thu lãi, phục vụ nhân dân, cùng với nó là tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ cho địa phương, cho người dân tiếp cận với lại cái tín dụng chính sách xã hội. Trong thời gian qua, cấp ủy Đảng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp cũng luôn quan tâm đến việc bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, tổng nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương là 222 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,08% tổng nguồn vốn. Năm 2014 là 208,8 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách cấp tỉnh là 152,3 tỷ đồng, tăng 143,3 tỷ đồng, gấp 16,9 lần so với trước khi thực hiện chỉ thị 40. Nguồn vốn từ ngân sách cấp huyện là 69,3 tỷ đồng, tăng 65,3 tỷ đồng, gấp 16,3 lần so với trước khi thực hiện chỉ thị 40. Nguồn vốn nhận ủy thác khác 225 triệu đồng. Nguồn vốn do chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh huy động là 170,4 tỷ đồng, chiếm 5,85% tổng nguồn vốn. Năm 2014 là 151,3 tỷ đồng. Tỉnh sẽ tiếp tục cân đối ưu tiên bố trí ngân sách địa phương, ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội nhằm bổ sung nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng chính sách xã hội. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, nguồn vốn cho vay phát huy hiệu quả, giúp người nghèo thật sự thoát nghèo, tỉnh cũng chú trọng nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, chất lượng hoạt động ủy thác, đảm bảo quản lý tốt hoạt động tín dụng chính sách, làm tốt công tác nhận diện, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn sử dụng vốn vay có hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch xã. Mặt khác, tỉnh sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn và năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn có uy tín, biết sử dụng công nghệ ngân hàng, thực hiện tốt vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện các nội dung công việc được Ngân hàng Chính sách Xã hội ủy nhiệm. Chú trọng kiểm tra, giám sát, hỗ trợ hộ vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả. Tuyên truyền vận động tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện đúng quy ước hoạt động của tổ như sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ trả lãi đầy đủ và đúng hạn, tích cực thực hành tiết kiệm qua tổ hàng tháng, hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Có thể nói, tín dụng chính sách thực sự trở thành chiếc phao cứu sinh đối với nhiều hộ gia đình trong việc bảo đảm nguồn kinh phí đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Những năm qua, tín dụng chính sách không chỉ là câu chuyện riêng của Ngân hàng Chính sách Xã hội mà đã trở thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Một số cấp ủy đảng ban đầu á, người mới triển khai thì cũng chưa quan tâm. Chưa quan tâm đến vấn đề xóa nghèo bền vững, chưa quan tâm đến vấn đề là triển khai nguồn vốn của chính sách tín dụng. Cho rằng là nếu như nhận nguồn vốn rồi triển khai mà thu hồi vốn được, nợ xấu quá cao thì trách nhiệm người đứng đầu. Tôi cho rằng đó là mới đầu tiên thì họ cũng ngán ngẩm vì nhận cho người nghèo vay là sợ lắm. Tại không hoàn được vốn. Nơi nào mà tôi thấy rằng triển khai mà bài bản rồi cấp ủy nhận thức cao hơn, tốt hơn và quyết liệt hơn trong triển khai hành động đó, thì nơi đó là làm chính sách rất tốt. Tỷ lệ nợ xấu là không có cao. Đấy, không có cao. Và người dân đó, người ta làm, người ta trả nợ một cách đàng hoàng. Đấy, người ta biết được cái nhận thức để cho, mặc dù là vốn vay tín dụng chính sách là không có lãi nhiều, nhưng mà họ nhận thức là còn nhiều người khác được vay nữa thì mình khá lên rồi, họ nhường lại cho người khác. Cấp ủy quan tâm liền tỷ lệ nợ xấu là xuống ngay, và nguồn vốn đưa về bao nhiêu thì tiêu thụ hết bao nhiêu. Hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội có vai trò rất quan trọng là cầu nối đưa chính sách tín dụng ưu đãi của chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Có thể nói, tín dụng chính sách ưu đãi đã góp phần quan trọng xóa nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn. Tính toán cách làm ăn, trao đổi kinh nghiệm sử dụng vốn vay và trả nợ ngân hàng đã trở thành một nếp sinh hoạt của người dân nông thôn,
từ đó làm cho tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, an ninh trật tự được giữ vững. Hiệu quả đầu tư nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ được tính bằng những giá trị kinh tế, mà còn là điểm tựa vững chắc cho người nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là từ khi chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tín dụng chính sách đã đi vào cuộc sống cách đây 10 năm, khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, qua đó củng cố lòng tin của người dân, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.